chứ chồng tôi nói là giờ thằng nói gì tôi cũng nghe hết, bây giờ thằng trách cái gì thì tôi cũng nghe. Cho tới thời điểm này thì em không có bỏ nào hết trơn á, nhưng mà các bạn nói sẽ thì tôi biết, tức là vẫn có những điều chúng tôi làm không hành, và cái gì chúng tôi làm chưa có thành công, và chúng tôi sẽ tranh thủ một cách nó nói là như là có thể truyền được đấy, cái điều mình muốn làm cho họ hiểu hơn. Đây là những chia sẻ của đại diện Bệnh viện Phụ Sản Mekong sau khi có đơn khiếu nại của vợ chồng sản phụ cho rằng bác sĩ phụ trách ca mổ đã tự ý chuyển từ phương pháp gây mê sang gây tê tủy sống khi mổ bắt con, khiến cho bệnh nhân biến chứng liệt nửa người. Chiều nay trong buổi gặp gỡ báo chí, đại diện bệnh viện cũng cho biết khi có sự cố y khoa xảy ra, bệnh viện đã báo cáo ngay về sở. Trường hợp của bệnh nhân TH là một sự cố do phán đoán sai của bác sĩ phụ trách khi tiến hành test phản ứng thuốc tê cho bệnh nhân. Chỉ là sau đó là có cái yếu, chứ còn cái phản ứng thuốc tê thì nó không phải như vậy bạn. Phản ứng tên là tụt huyết áp, phản ứng thuốc tê sẽ là sốc phản vệ, nhưng mà đây không phải, ở đây không có biểu hiện của sốc phản vệ. Thì có nhiều cái mình cũng không biết được cái này nó trùng lắm, hay là đó là cái gì, cái gì đó nó bị ảnh hưởng của cái thuốc mà không phải là sốc phản vệ, không phải là dị ứng. Và báo cáo về sở là ngay khi xảy ra sự cố, là nguyên tắc là có hệ thống báo cáo, chúng tôi báo cáo sự cố ngay và báo cáo nhanh gọn về, để tức là sở y tế quản lý là tất cả các sự cố y khoa đều được báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ là chúng tôi báo cáo ngay. Còn sau đó thì chúng tôi họp hội đồng chuyên môn, sau đó thì chúng tôi mới báo cáo nguyên cái kết quả họp hội đồng chuyên môn về sở. Bây giờ nói là văn sinh chứ còn làm sao mà văn sinh người ta không làm, không lẽ là trong nguyên cái phòng mổ chẳng có người. Nhưng mà tại vì thì thôi tôi nói bây giờ Thảo có thí dụ như là Thảo không chịu thì làm được không? Bây giờ bạn không chịu thì người ta làm còn được không? Bạn gây tê là bạn nằm xuống, người ta, người ta phải để người ta làm trong lưng, phải nằm im, người ta phải chích cái mũi thuốc vô lưng bạn được. À, thì bây chứ giờ còn mình nếu mà tại vì cái tâm trạng của Thảo là đáng thương lắm, mình không có nói các bạn đã làm gì để cho bạn đau khổ hơn. Bệnh viện cũng đã nhìn nhận thẳng thắn vấn đề, những sai phạm trong quy trình phẫu thuật. Mong muốn lớn nhất của bệnh viện là vẫn được chăm sóc hỗ trợ cho sản phụ TH một cách tốt nhất. Bệnh viện không trốn tránh trách nhiệm, riêng bác sĩ H cũng đã vì dây dứt với lỗi lầm, cũng đã có đơn xin nghỉ việc.